cô chào cả lớp. Chúng em chào cô giáo Gen Z ạ. À. Này các em, cho dạ. Cô hỏi một tí là mấy hôm nay á, TikTok có trend gì hot không? Ôi, có nhiều lắm cô ạ. À. Thế à? Rồi, cô lại lạc hậu thêm mấy ngày rồi đấy. Đúng rồi đấy. Cô ơi cô, dạo này á, đang hot cái trò chơi đập mưỡi đấy cơ. Mày ơi, trò gì, cho cô chơi với. Thế cô vào đây chúng em chơi với cô nhá. Ok luôn. Cô cứ vào bàn đi cơ ạ. À. Ừ. Kia nảy sưng hết cái ngón tay của cô, làm sao mà đeo móng được. Ôi nay cô có một nail xịn xò quá cô. Nail gân phố đấy, các em có biết trend gân phố không? Trời ơi em chỉ biết là bò nhà quê thôi cô ạ. Mà này mấy con mướt này để làm gì, thế bây giờ đập như thế này à? Cô chả biết gì cả. Đúng đây rồi. Để bọn em á phổ biến được chơi cho cô nghe đây này. Chơi như nào? Cô xem nhá. Bình thường tập mũi như thế này đúng không? Đúng rồi. Thế này thì bình thường quá đúng không? Rồi thế chẳng lẽ bây giờ mình cứ chơi như này? Không thật phải thế. Đúng không cô? Thế chúng ta chơi như nào? Thế bình thường cô đập mũi thì cô thấy như thế nào? Thì cô thấy á ngứa tay, tại vì là nó đốt mình thì mình chẳng ngứa à đúng không? Nhưng mà thì có vết gì nữa không? Đúng có rồi. Một vết đỏ đỏ ở đây. Đúng rồi đấy cơ. Đấy cô. Cho nên là bây giờ em sẽ làm cho cô xem nhá. Làm đi. Cô xem bạn Lan làm đấy cô này. Nếu mà đây, ai đây, like cô. Để cô đăng TikTok luôn. Luôn. Đảm bảo á cô mà đăng cái video này lên á, cô mà 1 triệu view này. Lên xu hướng luôn đấy cô. Nhớ mà like cho cô để cô lên top thịnh hành nhá. Rồi cô ạ. Ok cô. Đâu xem nào. Cô ơi cô, ở đây có một đàn muỗi, cô muốn đập con nào trước? Để cô xem con nào to nhất nào. Ui, muỗi vằn này, muỗi anophen này, mắt lồi to thế. Đập con này đi, con này cô thấy nó to nhất này. Xong rồi nó nhìn mình bằng nửa con mắt. Để rồi, em sẽ đập nó đi. Cô xem nha, 2, 3. Ôi, con muỗi này chưa ăn gì hay sao ấy. Đúng rồi cô. Rồi, cọc quá. Con muỗi này là đói. Để cô. Vâng đây à. Này, nhìn cô đây, cô đập cái con muỗi vằn này này. 1, 2, 3. Đó, ui, nhìn này. Có màu đấy cô. Đúng là con muỗi này nó đã ăn no rồi. Đúng rồi cô ạ. À. Này Hằng, em có đập không? Đúng cô rồi. Với bạn Lan á, chả biết đập muỗi gì cả. Cô có đập nhìn mà. Em này. Em đập đi. Ôi. Nhìn thấy chưa? Nhìn lại tôi con muỗi bình thường nó cắn cô đập nó hệt như thế này luôn này. Đó, phải như thế mà cô. Đấy, có hiệu ứng luôn đấy cô. Nhưng mà cô thấy cái trend này nó không hot lắm, cô có biết đâu. Thế chắc là cô không cập nhật xu thế rồi chứ. Rồi ấy, mà cô đăng lên có khi lại gọi là tạo trend. Thôi, bây giờ trend khác này. Trend cô quay TikTok các em học bài, lên bảng trả bài nhá. Thôi cô, cho đọc mũi tiếp đi cô. Thôi cô chán rồi, chuẩn bị sách vở ra, lên bảng kiểm tra miệng nào. Tưởng là không phải kiểm tra chắc. Cô tưởng cho cô chơi, cô không kiểm tra. Ai ngờ. Này, hôm sau á, phải nghĩ cái trend nào á, mà phải thật hay cơ. Trend này chắc rồi. Là không biết rồi. Chắc thế. Cô chuẩn bị kiểm tra bài cũ đây nha. Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Để xem nào, xem hôm nay là ngày bao nhiêu nào. Hôm nay là ngày bao nhiêu ấy nhỉ? Lớp trưởng kia. Kia sao đỏ kia? Lớp trưởng nhá. Vở của tớ đâu ấy nhỉ? Còn cái bút của tớ đâu ấy nhỉ? Có ai giơ tay không nào? Kia sao đỏ? Cô sẽ gọi đến cán bộ lớp trước nha. Hôm nay là ngày mùng 2 này. Cô bắn thằng ra tay này cô. À, cô mời lớp trưởng nào. Lên để cô kiểm tra miệng nào. Vâng ạ. Nhanh cái chân lên. Gì đấy em? Dạ không à. Kiểm tra miệng đúng không cô? Đúng rồi. Em làm cái gì vậy? Sáng chưa ăn sáng à em? Cô kiểm tra miệng. Đúng em rồi. Em miệng cho cô kiểm tra. Hay. Cô ơi cô, em đánh răng này, xúc miệng nước muối sạch sẽ rồi ạ. Thơm tho cực. Thơm cực quá. Cô đã ra đề chưa? Chưa ra đề, chưa biết câu hỏi là gì. Vội vàng hấp tấp này. Rồi lạc đề rồi. Chúc mừng em, không điểm đã được với em rồi. Mời em về chỗ. Thì cô bảo là cô kiểm tra miệng, không phải kiểm tra tay chân đâu. Em ơi, hôm nay đeo bờm mà Koromi Melody nên là quên à. Kiểm tra miệng, đây là kiểm tra thuộc bài. Mời lên bảng để trả lời câu hỏi, biết chưa? Ok cô ơi, cô cho em một cơ hội nữa ạ. À. Không có cơ hội nào ở đây cả em ạ. À. Mời em về chỗ nhá. Cô xinh đẹp, đi mà. Mấy cái lời này cô nghe suốt ở trên TikTok rồi em ạ. À. Quen rồi. Về chỗ đi em. Vâng ạ.
Các em phải chú ý rõ câu hỏi chứ. Câu hỏi cô chuẩn bị đưa ra đó là: một em sẽ lên trên này và kể câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Ai sẽ ra tay nào? Ê, lớp trưởng, sao hôm nay hấp tấp thế? Cô giáo kiểm tra bài cũ đấy. Đây này chứ một người. Trời ơi, đúng hôm chưa học bài mà tại bạn cả đây. Thì sao? Tại tớ có ra tay đâu, bạn lấy tay của tớ ra lên ý. Quan trọng là tớ cũng chưa thuộc bài. Bạn đâu sao đỏ quá ạ? Thế có mời sao đỏ nào? Lên đi để xem á, sao đỏ có hơn không nào? Bực mình quá mà, không ăn được thì đạp đổ, cậu đúng là xấu tính. Buồn cười nhở, đây gọi là gậy eo đập nước ngon thôi. Này tôi bảo, tớ lấy bảng, bạn nhắc bài tớ với nhá, được chưa? Không chịu, tớ đã học đâu mình nhá. Đây tớ có cái này cho. Cái gì? Đây, thấy chưa? Kẹo mút siêu to khổng lồ tớ mới mua đấy nhá. Cho tớ á? Nhưng mà nhớ phải nhắc bài cho tớ. Được. Đây. Bạn đeo vào. Đây là công cụ hành nghề à? Đúng rồi, đây. Đeo vào đây. Có gì thì nói nhá, nhanh. Ok. Trời ơi. Mấy cái bạn ấy là có cái kẹo mút siêu to khổng lồ, còn không á, lâu. Buổi kiểm tra miệng hôm nay thì cô sẽ kiểm tra sao đỏ đó là: hãy kể câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ mà ngày hôm trước chúng ta đã học. Dạ vâng ạ. Em thưa cô, câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ xin được bắt đầu ạ. Cô bé quàng khăn đỏ cái gì? Đợi một chút. Đây rồi. Ngày xưa. Rồi sao nữa hả em? Ngày xưa. Cái gì đọc tiếp đấy. Có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ. Đọc đi. Có một cô bé tên là Khăn Đỏ à. Tốt. To lên. Đúng rồi, nên mọi người thường gọi là cô bé quàng khăn đỏ. Đọc tiếp đi em. Dạ vâng ạ, cô đợi em một lát ạ. Một hôm, cái gì mà Bluetooth mốt đấy? Mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Ý, cái gì mà tiếng Anh thế này? Trước khi đi, mẹ cô dặn là con đi thì đi đường thẳng, chớ đi đường vòng. Vòng qua rừng á, cho sói ăn thịt đấy con. Cái gì? Bluetooth mốt á? Bluetooth mốt là... Úi dồi ôi, sóng hết pin rồi. Úi được sạc. Này cô bé, cô đi đâu thế? Nghe chó sói hỏi, cô bé quàng khăn đỏ sợ lắm nhưng cũng đành bạo dạn trả lời: tôi đi sang nhà bà ngoại. Nhà bà ngoại cô ở đâu? Rồi, bà ngoại cô ở đây này. Đứng lên. Cô kiểm tra bạn Lan hay là kiểm tra em vậy hả Hằng? Dạ, mình thì được 0 điểm kiểm tra miệng, thế mà lại đọc bài cho bạn cơ. Cô em xin lỗi cô ạ. Cô ơi, em đang ôn bài cô ạ. Em đang ôn bài? Vâng. Trời ơi, tại sao em lại đeo tai nghe không dây thế này? Cô ơi, đây là hoa tai thôi cô ạ. Hoa tai bây giờ xem xét mà cô thiết kế kiểu mới. Rồi, cô hiểu rồi. Trên hot TikTok này, lên bảng kiểm tra thời 4.0 đúng không nào? Làm sao mà qua mắt được cô giáo Gen Z? Lan đâu? Vào đây em. Dạ, em đây cô ạ. Đã thuộc bài chưa em? Em thuộc bài rồi mà cô. Xoay đây cô xem nào. Xoay đây cô xem. Đây cô ạ. Cô thấy bờm tóc của em có xinh không? Ôi đẹp cô? Thế em dính cái gì đây này? Chúng ta có hai chiếc tai nghe thì đây là một cặp đúng không? Cô ơi cô, sao cái chen cần cô biết thì cô không biết, mà cái chen này cô lại biết rõ thế. Cô lên tác thực hành suốt làm sao mà không biết được. Lan. Dạ. Tại sao kiểm tra bài của em mà lại nhờ bạn Hằng nhắc bài hả? Thì em đã cho bạn ấy cái kẹo mút mà em bảo bạn ấy nhắc rồi, nhưng mà bạn ấy kẹo mút à? Cô cho ăn thoải mái luôn. Bà Lan. Có, em cũng muốn ăn ạ. Nhờ bạn điểm trợ đúng không? Thế nên là 8 điểm thuộc về bà Lan, bạn Hằng. Còn 0 điểm của em, cô nhượng lại cho Lan nha. Vâng ạ, em cảm ơn cô. Cô ơi cô là thông minh sáng suốt nhất đấy cơ. Sao lại như thế được cô?
em này, bạn đã giúp đỡ mình nhiệt tình, thế sao hồi nãy bạn lên bảng không giúp đỡ bạn? Đúng rồi đấy, bạn này có yêu cầu em nhắc đâu. À thế à, thôi thế lần sau cố gắng giúp đỡ bạn nhé. Vâng cô ạ. Là bạn bè thì phải biết giúp đỡ nhau trong học tập chứ. Cô dạy phải cô ạ. Về chỗ đi các em. Vâng. Về chỗ. Còn vâng iPod này cô thu, tí nữa cô trả nhá. Vâng ạ. Ừ. Eo ơi, tưởng sao đỏ thế nào cũng không điểm giống lớp trưởng. À quên, bây giờ à, có mỗi bạn không điểm tới còn tớ 8 điểm cơ mà. Mà tại bạn ấy, tớ đang mang cả iPod đi để nhắc bài cho bạn nhắc bài rồi, thế mà nhắc cũng không ra gì cả. Này này này, đừng có mà đổ lỗi cho tớ nhá. Có mà tại iPod của bạn á, chập chà chập chờn, bên thì chả chịu sạc vào, nói lát cả họng đây này, bạn có nghe đâu. Giả thế á, giả cái kẹo mút cho tớ đi. Này, sao lại giả? Thì lúc này cũng nhắc bài được đâu mà wow, đòi lấy kẹo mút. Này, bạn cho tớ rồi, bây giờ cái này là của tớ. Nhưng mà với điều kiện phải nhắc bài cho tớ, được điểm cao chứ, còn được điểm cao còn được điểm không kìa. Thế tớ nhắc vào đây, tớ nhắc mà do bạn á, tai bạn bị bịt lại á, không nghe thấy gì ấy. Không phải nhá, tại bạn lơ. Wow, tại bạn qua đây cho tớ đi. Nào, tớ không phải bỏ tay ra đi đấy. Cô ơi cô. Ừ, lên đây cô xem nào. Đi ra đây, nào. Cô ơi cô, cái này á, lúc nãy bạn Lan cho em rồi mà bây giờ lấy lại cô ạ. Lan ơi, lúc nãy thì em cho bạn này với điều kiện bạn phải nhắc bài được cô, nhưng mà em còn bị điểm không nữa thì cái này em phải lấy chứ. Rồi rồi rồi, dừng ngay cho cô. Đưa đây để cô nào. Sao cô? Để cô mượn, cô quay TikTok một tí. Sau đó là tí nữa ba cô trò chúng ta cùng bắt kẹo bút khổng lồ ăn nha. Vâng ạ. Đã bị điểm kém là còn bị lấy bắt kẹo. Thôi về chỗ học bài đã, rồi chúng ta bắt ăn sau. Có cần em quay cho cô không? Có chứ, mở cô một tí. Lan, ra quay với cô nào. Vâng ạ. Trời ơi,